Các bạn, hôm nay mình xin giới thiệu cho các bạn về một trong những ứng dụng của SolidThinking Compose, đấy là vẽ đồ thị. Đầu tiên là mình sẽ vẽ đồ thị dạng cơ bản như tạo một quan trọng như sau. Đi bằng Select đi. Mình vẽ đồ thị dạng đường trong mặt phẳng ối như sau, và lựa plot. Nhập plot ý. Và đường sẽ có màu xanh. Nhưng đường màu xanh. Các bạn bấm vào start. Đây, sẽ được hiện vô đường hình xin như thế này. Tiếp theo thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn về cách vẽ đồ thị dạng đường trong không gian 3 chiều ối y nhé. Như sau. Đầu tiên là tạo một ma trận chứ. Đây là plot 3 này. Sau đó các bạn vào start. Đây là đường đô thị của chúng ta đã được tạo ra. Thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn về cách vẽ đô thị, nhưng mà đô thị ở dạng mặt phẳng trong không gian 3 chiều ối y. Mình vẫn giữ nguyên các thông số này và thay đổi một chút ở đây là và đây lệnh của mình ở đây sẽ là serve. Và các bạn bấm vào start này. Đây sẽ dạng ma trận dạng mặt phẳng này. Chúng ta thu được. Nhìn cũng khá là hay ho ấy. Ngoài ra thì các bạn có thể tham khảo một số lệnh vẽ đồ các kiểu dạng đồ thị khác nhau trong file help của SolidThinking Compose. Ví dụ một số lệnh như là contour hay là waterfall. Bây giờ thì mình sẽ đưa ra cho các bạn một số ví dụ trong cách vẽ đồ thị như sau. Mình sẽ tạo một cái file mới đi. Ví dụ mình sẽ vẽ một đồ thị kiểu như sau này. Các dạng đồ thị đơn giản thôi, ví dụ như là y bằng sin x cộng cos x đi. Đó, plot đi. X đi. Các bạn bấm start. Đây là đường đồ thị của chúng ta. Đây mình sẽ đổi sang dạng đồ thị khác đi. Sau. 1. 10. Y bằng x mũ 3 chẳng hạn. Tiếp theo dấu chấm nhé. Đây sẽ là đường đô thị của chúng ta. Còn một dạng nữa khác đi. Như sau. Đây là dạng đô thị E mũ X này. Mình sẽ giới thiệu cho các bạn về một trong những ứng dụng của Compose. Đấy là nhập xuất và xử lý dữ liệu của CAE. Đầu tiên là mình sẽ đưa ra câu lệnh như sau. Câu lệnh read vector builder sẽ đưa ra các bạn một read vector builder panel và các file path thì bạn sẽ chọn cái file và chứa dữ liệu của CE. Ví dụ file này chẳng hạn. Thì ở đây có các ứng dụng, các thanh như là time step. Ở đây là chứa các time step từ ô là tất cả từ 0 cho đến vòng thử nghiệm cuối cùng là 150. Thì mình chọn ở đây tất cả. Đây là loại dữ liệu. Thì ở đây chỉ có
giờ tông góc rồi. Request start low toson, request end. Thì nếu mà các bạn chọn ở đây là head chẳng hạn, thì ở đây là upper left left này, thì request start đến request end thì nó đưa ra tất cả là từ lower torso này, head này, upper torso và upper leg left. Ở đây thì mình chọn này đi. Tương tự vẫn với tương ứng như vậy, cũng có component start, ở đây là rest. Giá tốc góc. Ở đây component thì mình cũng có thể là y, thì nó sẽ chọn thì cả x ở giữa này nữa. Ở đây mình cứ để như này. Sau đó thì bạn bấm vào generate iterator command. Ở đây. Và bấm print. Nó sẽ đưa cho các bạn cái đường dẫn như này, và nó sẽ lấy các dữ liệu ở trong cái file giá tốc góc này là các dữ liệu như là angular acceleration này, low torso này, rest and acceleration. Khi nó đưa ra cái đường path này rồi thì mình sẽ copy cái này lại. Sau đó mình cho vào editor window rồi. Ở đây thì mình sẽ gán cho thằng này là y đi. Để nó chống phẩy. Bây giờ mình sẽ vẽ đồ thị của y này. Đây là đồ thị của y. Như các bạn thấy, dữ liệu ở đây có khá là nhiều chỗ bị nhiễu. Vì vậy mình cần phải xử lý dữ liệu này dưới dạng bằng cách là xử lý bằng bộ lọc. Ở trong Compose thì có một bộ lọc, có sử dụng một số bộ lọc. Thì ở đây trong trường hợp này thì mình sử dụng bộ lọc là FIR đơn giản như sau này. Câu lệnh filter này sẽ đưa ra này, và b, giá trị b ở đây là giá trị của hệ số ẩm từ số a là hệ số mẫu số. Sau mình sẽ đưa ra đồ thị là có y 1 và đây đường màu đỏ đi. Trước khi đó thì mình sẽ đưa lệnh call on để xử lý, để đưa ra cái, để giữ lại cái đồ thị y này cho các bạn so sánh. Và bấm start. Như bạn thấy đường màu đỏ này là đường đã được, dữ liệu đã được lọc. Đường màu xanh là đường dữ liệu thô. Đường dữ liệu lọc sẽ có ở đây, ở cái đỉnh sẽ khá là tròn và trơn hơn. Và đó là tất cả những gì trong video ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong video lần sau.